bão số 3 Yagi đã đi qua, nhưng ảnh hưởng và thiệt hại mà cơn bão này gây ra vẫn còn hết sức nặng nề. Lũ lụt, sạt lở đất sau bão Yagi đã gây thiệt hại cho các tỉnh phía Bắc. 281 người thiệt mạng và 67 người mất tích. Vâng, và điều bất ngờ là trong thông báo mới đây thì Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết cơn bão dị thường này còn tác động tới cả khu vực Tây Nam Bộ của nước ta, khi mà sẽ gây mưa lớn làm lũ trên sông Mekong khu vực Thượng Lào và Bắc Thái Lan sẽ tăng rất nhanh. Và trong tuần tới, một số địa bàn ở khu vực miền Tây sẽ có nguy cơ ngập úng do lũ kết hợp với triều cường. Tại Việt Nam, mực nước đo tại Tân Châu và Châu Đốc đang thấp, nhưng mà trong tuần tới dự báo mưa tại các tỉnh miền Tây sẽ tăng cao, phổ biến từ 20 đến 60mm và một số nơi thậm chí trên 60mm. Ngoài ra, triều cường ở miền Tây xu thế tăng, đạt mức cao nhất đợt này từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9. Mực nước đo tại trạm Tân Châu là từ 3 đến 3,2m, cao hơn năm 2023 từ 0,07 đến 0,27m. Trạm Châu Đốc ở mức 2,8 đến 3m, xấp xỉ mức báo động 1. Với những yếu tố trên cùng với diễn biến lũ ở thượng nguồn đổ về, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cảnh báo tuần tới từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 sẽ xảy ra nguy cơ ngập úng ở những khu vực địa hình thấp trũng ven biển như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Và đơn vị này cũng đề nghị với các địa phương nói trên rà soát tuyến bờ bao sung yếu, đặt tuyến mới, đắp và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời. Các địa bàn có bờ đê bao thấp cần phải theo dõi chặt chẽ dự báo mưa, diễn biến thủy triều để có phương án vận hành, tiêu thoát nước cho kịp thời. Thưa quý vị, thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe hai bệnh nhân bị vùi lấp ở Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Trong khi người đàn ông 31 tuổi đã không qua khỏi, tử vong ngày 14 tháng 9, thì bé gái 11 tuổi là cháu của bệnh nhân nam vẫn đang nằm trong viện với tình trạng nặng. Theo báo cáo của tuyến trên, 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9, xảy ra vụ lũ quét thôn Làng Nủ, em bé bị cuốn chìm trong nước. Sau 2 tiếng được phát hiện vớt lên, chuyển đến bệnh viện, đặt nội khí quản sau 30 phút. Suốt 4 ngày rửa phổi, dịch bệnh nhi vẫn ra đục ngầu bùn cát. Đến ngày hôm nay, nội soi phế quản có chảy máu, rất khó khăn trong việc làm sạch bùn đất ở phổi. Chuyên gia hô hấp cho biết nếu không tiếp tục được rửa phổi sẽ rất nguy hiểm, bởi bùn đất vẫn còn rất nhiều trong phổi bệnh nhi, nếu không rửa tiếp tình trạng sẽ nặng lên. Cuối giờ sáng ngày 15 tháng 9, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng Ban Giám đốc đã chủ trì cuộc hội chẩn chuyên gia các bệnh khoa. Đại diện Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết tình trạng tổn thương phổi của bệnh nhi này đang rõ nhất. Mức độ tổn thương phổi rất lớn, nhiều khả năng dị vật vẫn tắc nghẽn trong đó. Bệnh nhi vẫn tiếp tục thở máy với gây tê thấp để bảo vệ phổi, tiếp tục cho bệnh nhân an thần, giãn cơ sâu hơn nữa. Từ đó dần dần giảm gây tê. Các bác sĩ cũng lo ngại nguy cơ vài ngày tới sẽ xuất hiện suy đa phụ tạng. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại thêm những nguy cơ vi khuẩn bên ngoài môi trường xâm nhập vào phổi của bệnh nhi, trong đó có cả vi khuẩn ăn thịt người Whitmore. Vâng, thưa quý vị, may mắn hơn người dân thôn Làng Nủ, toàn bộ người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã an toàn vượt qua trận mưa lũ lịch sử nhờ sự sáng suốt, quyết đoán của người trưởng thôn trẻ. Tuy nhiên giờ đây sau thiên tai, họ cũng không thể trở về nơi ở của mình vì thôn làng đã tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sạt lở cao. Vâng, cũng chính vì thế mà chính quyền của xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà thì cho biết đã trực tiếp tới khảo sát địa hình một số khu vực trên địa bàn của thôn nhằm lập khu nhà dã chiến và dự kiến sẽ đưa 115 người dân của thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu xuống núi để tái ổn định cuộc sống. Mặc dù 17 hộ với 115 nhân khẩu ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu đã được tiếp tế lương thực thực phẩm để đảm bảo sinh hoạt nơi tạm lánh ở trên núi, tuy nhiên là nguy cơ xảy ra sạt lở sau mưa bão vẫn luôn tiềm ẩn. Vì vậy, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà triển khai phương án nhằm di rời 115 người xuống núi tới nơi tạm lánh an toàn hơn. Trước mắt thì Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập 2 tổ công tác, một tổ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà khảo sát địa điểm an toàn để di rời người dân. Tổ còn lại thì tổ chức dựng nhà ở bạt ngay sau Ủy ban nhân dân xã để hỗ trợ người dân xuống núi an toàn. Và đồng thời thì cũng liên hệ phối hợp với ngành điện, nước nhằm bố trí cấp điện, nước sinh hoạt để đảm bảo đầy đủ cho người dân. Thông tin về khu tái định cư mới theo kế hoạch của các cơ quan chuyên môn là phải xong trước Tết âm lịch 2024. Và khu tái định cư này thì sẽ có 42 hộ, trong đó thì có 17 hộ đang tạm thời lánh nạn ở trên đồi.
Vâng, trước đó thì sáng ngày 9 tháng 9, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trong tình trạng no nước do trải qua 2 ngày mưa liên tục mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Lo lắng cho người dân của mình, anh Ma Sao Chứ, sinh năm 1991, trưởng thôn, huy động một vài thanh niên trong thôn cùng lên núi để có thể kiểm tra. Vâng, và khi phát hiện ngay trên quả đồi phía sau thôn có vết sạt lở dài khoảng 20cm thôi, thì anh Chứ đã lập tức huy động mọi người tìm nơi cao giáo và an toàn để lập lán trại, sơ tán người dân. Và chính quyết định dứt khoát của anh Chứ đã cứu sống toàn bộ 115 người dân của thôn Kho Vàng. Khi chỉ một ngày sau đó thì toàn bộ 17 ngôi nhà dân đã bị đất đá, sạt lở và vùi lấp hoàn toàn. Dù mưa đã tạnh nhiều ngày nay, song đến tận hôm nay ngày 15 tháng 9, trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn có 54 thôn xóm bị ngập. Theo dự báo, vùng ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ có khả năng úng ngập trong 8 đến 10 ngày tới. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, do ảnh hưởng của bão số 3, nước sông Bùi dâng cao đã tràn đê. Một số khu dân cư ven đê, đến ngày 15 tháng 9, mức nước trên sông Bùi vẫn trên báo động 3 ở mức 7,66m. Báo động 3 là 7m. Cũng theo báo cáo, mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về hoa màu tài sản của nhân dân tại Chương Mỹ. Cụ thể, theo thống kê, chiều dài đê bị ngập là 22.930m, trong đó 120m đê bị sạt lở, 45.420m đường giao thông nội đồng và 33.860m đường giao thông nông thôn bị ngập. Trên địa bàn huyện Chương Mỹ, hiện vẫn có 54 thôn xóm bị ngập với hơn 4.800 hộ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có hơn 1.700 hectare lúa bị ngập. Riêng xã Nam Phương Tiến có 4 thôn bị ngập, với khoảng hơn 800 hộ đã được di tản đến nơi an toàn. Cơ quan phát triển đô thị Manila của Philippines mới đây thì cũng đã ban hành một quy định cấm cư dân Metro Manila, đặc biệt là trẻ em, bơi trong nước lũ để giải trí. Và Philippines đang trải qua mùa mưa bão với tình trạng lụt lội xảy ra rất thường xuyên. Theo đó, cơ quan trên đã thông qua cái quy định nêu rõ, trẻ em và người lớn bị cấm bơi, chơi đùa, đi dạo hoặc lội nước khi không cần thiết hoặc tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào khác trong mùa nước lũ. Quy định này cũng phân biệt rõ giữa việc bơi ở trong nước lũ để giải trí và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ qua nước lũ để đi làm, đi học, thậm chí là đi sơ tán. Tùy thuộc vào từng đơn vị chính quyền địa phương trong số 17 đơn vị của Metro Manila đặt ra các hình phạt và quy tắc. Ví dụ, thị trưởng thành phố San Juan Francis Zamora tuyên bố, thành phố sẽ phạt cha mẹ của trẻ em bị bắt gặp bơi trong nước lũ, cũng như là người lớn với mức phạt lên tới là 2.000 Philippine HP tùy thuộc vào tần suất. Hình phạt được đưa ra để người dân hiểu được mối nguy hiểm khi bơi và thậm chí là lặn trong nước lũ. Ngoài lệnh cấm hình phạt, thì các đơn vị chính quyền địa phương của Metro Manila sẽ phát động các chiến dịch thông tin và giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân về bệnh leptospirosis. Đây là các cái triệu chứng và rủi ro đối với tính mạng và sức khỏe của bệnh do tiếp xúc với nước lũ.